hẹn sau hơn nào, tưởng tượng như về bàn đấy. No.
lên ngực. Mở khẩu hình trong chứ, không mở khẩu hình trong nó lại lên mũi đấy. Ngáp lên là thấy. Ừ. Chứ không phải là ông cứ nghĩ là âm u là âm đóng, là ông cứ đóng hết cả ngoài nó xong đâu. Mở khẩu hình bên trong của chữ O như nào thì mở khẩu hình bên trong của chữ U như thế. O. Còn khẩu hình trong của chữ O như nào thì chữ U như thế. Chỉ thay đổi khẩu hình ngoài thôi. O. Nhá, vẫn phải giữ cái độ mở của nó nhá. Rồi, nào, tập lại cái đoạn kia nào. Bật bật cái đoạn piano lên xem nào.
Rồi dừng lại. Ông vẫn bị, em vẫn bị ở chữ ngợi này. Chữ ngợi này. Thứ hai là âm thanh của em nó bị tối này. Có nghĩa là em mở trong nhưng mà em không có ý thức được đẩy âm thanh ra ngoài, đẩy âm thanh tới người nghe nên âm thanh của em bị tối. Với cả như một của em này là đóng khẩu hình sớm quá. Như một bài thơ, như một, em phải ngân cái âm ô ra đã, em phải ngân cái nguyên âm ô ra đã ở cái từ một, em lại đóng sớm quá. Như một bài thơ, thử nào. Như một bài thơ. Như một bài thơ. Như mồ đi. Như mồ. Đấy. Thì ông ngân cái mồ ra một tí rồi ông mới đọc cái ột vào. Như một bài thơ. Hiểu chưa? Ông ngân cái mồ ra đã. Như một. Mồ ột nhá. Như một. Như một bài thơ. Như một. Đấy. Thấy chưa? Nó phải tròn trịa cái âm ô ra đã. Chứ đấy không phải là hát như kiểu của em này. Như một. Đấy nó đóng luôn thế thì làm sao mà nghe được. Như một bài thơ. Âm thanh có phải sáng ra ngoài nữa nhá. Như một bài thơ. Cười khẩu hình lên. Đấy. Rồi làm lại từ đầu nhá. Tôi hát bài ca. Đây là cái âm thanh phải hát này. Còn của những âm thanh của em này. Tôi hát bài ca. Ê, nó cứ nhói ở bên trong. Ngồi cô Hà Nội. Nó cứ nhói thêm này. Còn âm thanh của thầy này. Tôi hát bài ca. Người ca Hà Nội. Ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Ở cái chữ tôi, ở cái nguyên âm y ý. Đấy, em phải cho người ta nghe rõ được nguyên âm y của mình. Tim tôi. Đấy, có nghe rõ âm nguyên âm y không? Vâng. Đấy, thì đến nguyên âm y em chuyển sang nguyên âm y là hơi thở của em không nén nữa rồi. Là người ta không nghe thấy nguyên âm y của em nữa rồi. Thế thì em hát như thế này là như trái tim tô à? Như trái tim tô à? Chứ không phải như trái tim tôi nữa rồi. Tôi nó có nguyên âm y. Đúng không? Đúng không? Đó, ông hát lại nè, hát lại đi. Đưa âm thanh ra ngoài nhá, đừng nhốt vào bên trong. Mở ra để đưa nó ra ngoài chứ không phải mở ra để nhốt nó bên trong đâu. Muốn đưa nó ra ngoài thì em phải tìm đúng vị trí và em phải đẩy nó ra nhá. Nghĩ một người ở xa hát cho họ. Tôi hát bài ca người ca hẳn. Ôi tủ sao xuyên trong trái tim tôi. Hoa cây xanh bao mùa lá đổ. Gió sông hồng dì dào sông mơ. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ. Ôi hồ Gươm. Như một bài thơ. Phải tập nhiều lắm nhá. Nói chung là những cái lỗi mà thầy vừa chỉ cho em thì em
em chưa thể thể, thể 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 khắc phục được. Em mới khắc phục được chữ tôi thôi, còn chữ ngợi là không được. Cái chữ ngợi của em hát toàn là thành ngời thôi. Về tập thêm nhá, hôm nay tập tiếp. Chữ ngợi và chữ một nhá, với cả tất cả những cái chỗ luyến. Lá đỏ, lá đỏ, tập riêng, tập tiểu tiết cái chỗ đó. Sông hồng, sông hồng, sông vô, sông vô, phố nhỏ, phố nhỏ. Đấy, tập tiểu tiết đây, tập thật nhiều những cái tiểu tiết đấy ra. Ngợi ca, ngợi ca, ngợi ca, ngợi ca, ngợi ca. Tôi hát bài ca ngợi ca, tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội. Đấy, phải tập nhiều vào nhá. Rồi, hôm nay tập tiếp nào. Câu tiếp theo này. Rồi, đưa hết vào chữ ma nhá. Ma 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 ma. Mở ra nữa đi, tất cả bộ phận ở phần này và phần này của em mở ra nữa đi, mở theo chiều hướng đi lên nhá. Rồi, làm lại. Hơi thở ở dưới nén không chắc này, ở dưới nén không chắc nên là không đỡ được âm thanh này. Nào, nén chắc hơn nào. Rồi, có cái tạ đâu, cái tạ đâu, cái tạ đâu. Hơi yếu quá. Rồi, tạ bé thế. Tìm cái tạ nào nó to hơn. Rồi nào, đến cái chữ mà ma nhá. Đến cái chữ ma thứ ba thì nhấc nhấc cái tạ lên nhá. Cái cằm dưới ra nữa. Đấy. Ma ma ma. Ma ma ma. Mở đấy, đừng chặn nó lại ở đây nhá. Thông nó ra. Thông nó ra tới người nghe được chưa ạ? Đừng chặn nó lại nhá. Âm thanh của em nó vẫn chưa thoải mái, nó vẫn kiểu bị ghìm lại, kiểu bị co lại. Ma 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 ma, cái hơi của em ở dưới nó không nén chắc. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Rồi bây giờ nhá. Hà Nội ơi. Thôi chứ chưa ơi vội. Hà Nội ơi. Hà. 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 Hà Nội ơi. Hà Nội ơi. Nào nồi thì cứ hát thành nồi thế. Hà Nội. Rồi bây giờ cho nguyên âm y vào nhá. Hà Nội ơi, ơi, ơi. Đấy. Ơi. Cái chữ y nó phải treo cao đúng cái vị trí của cái chữ ơi nhé, của cái chữ ơi nhé. Hà Nội ơi. Ơi. Gọi chữ ơi này, gọi chữ ơi vào cái đúng cái khoảng vàng của chữ ơ, của cái chữ ơ này. Ơi, ơi. Ơi. Gọi đi, gọi chữ ơi đi. Ơi. Đấy. Hà Nội ơi, có từ bao giờ. Hà
Được chứ, được chưa? Phải gọi cái từ ơi đúng cái khoảng vàng đấy nhá. Tiếp tục. Mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ. Mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ. Tiếp tục này, lại gọi từ ơi này. Hà Nội ơi, nao nức bài ca. Hà Nội ơi, nao nức bài ca. Gọi chữ ơi nhiều vào khoảng vang này. Ơi, phải mở ra thì mới có mấy khoảng vang. Kiểu giống kiểu em phát âm ra từ ơi ở trong hang động ấy. Thì muốn có hang động thì em phải có những cái vòm đấy. Ơi, ơi, và đừng đóng cái vòm đấy lại. Luôn luôn phải mở khi gọi từ ơi. Kể cả nó chuyển sang nguyên âm y. Nguyên âm y là nguyên âm đóng, nhưng mà khi mà mình cố gắng là mình chuyển sang nguyên âm y, nhưng mà mình không đóng cái khoảng vang đó lại. Ơi, ơi, ơi. Đấy. Nhá. Hà Nội ơi, nao nức bài ca. Hà Nội ơi, nao nức bài ca. Vân âm vang trong tâm hồn tôi. Vân âm vang. Nào, rõ lời. Vân âm vang. Vân âm vang trong tâm hồn tôi. Nào chuyển sang y khéo léo vào. Đừng mất vị trí âm thanh. Trong tâm hồn tôi. Tôi. Trong tâm hồn tôi. Trong tâm hồn tôi. Rồi nhá. Rồi bây giờ thu âm lại cái đoạn này đi. Ấn ghi âm chưa? Được, thầy đánh lại. Ấn ghi âm nhá. Được, vâng. Ấn chưa? Được. 2, 3. Nhớ gọi chữ ơi vào khoảng vang nhá. Gọi chữ ơi làm sao mà mình mở được cái khoảng vang ra để gọi nhá. Đóng vào nó không có vang đâu. Thế chứ mấy em ghi âm lại nó lại không có tiếng gì. Ồ thế sao lại thế? Chắc là cắm vào loa rồi. Check lại xem nào, bỏ loa ra, thu âm cần gì phải cắm vào loa. Thu cái tiếng mà nó phát ra là cái được. Rồi thầy đánh lại chị em vậy ạ. Thầy xin lại. Chuẩn bị nhá. 2, 3. Rồi, mở lên, tập lại nào. Mở lên, tập lại nào.
trôi trăng rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn hân hoan trong tâm hồn ta. Một lần nữa nha, một lần nữa nha. Chủ động lên gọi cái từ ơi làm sao có khoảng vang nhá. Vẫn âm vang. Hà Nội ơi, từ bao giờ mấy em quên lời. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi trăng rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn hân hoan trong tâm hồn ta. Nào vang sao lại cứ hát này thành van, vẫn âm van, vẫn âm vang. Đóng bằng cuống họng, đóng đóng cái từ vang bằng cuống họng chứ không phải đóng bằng đầu lưỡi đâu. Đóng bằng cái cuống lưỡi ấy. Vẫn âm vang. Vẫn âm vang. Đóng bằng cuống lưỡi nhá. Được chưa ạ? Với cả cái chữ ơi là em phải lên thẳng nốt chứ không phải là Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Đừng luyến lên. Hà Nội ơi. Đó, phải bắn lên nút ơi luôn. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Nhớ, phải bắn lên thẳng nốt luôn. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Phải tập nhiều chỗ đấy vào nhá. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Nhớ, phải mở ra. Mở ngay từ chỗ Hà Nội rồi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Đừng luyến. Đừng ơi, đừng ơi, đừng ơi. Ơi, ơi, ơi. Chứ đừng có ơi, ơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Thẳng luôn, thẳng nốt luôn. Chứ đừng có luyến. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Rồi tập thêm nhá. Rồi bây giờ tôi ghi âm cho ông cả cái khổ 1 khổ 2 nhá, về tập nhá. Tập nhiều lắm, phải tập nhiều lắm. À thầy ghi âm máy thầy cho nó nét. Không, cái ghi âm này thì không cần nét. Chỉ cần nghe được tiếng nhạc thôi mà. Em sợ nó không rõ. Ghi âm từ đầu đến cái hôm nay học nhá. Vâng. 2, 3. Rồi bật lên là hát lại một lần nào. Những chỗ nào mà thầy bảo cần phải sửa. Người ca ơi từ đôi.
sầu phiền trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông ngầm dì dào sóng vỡ. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi hồ Gươm như một bài thơ. Lại luyến bao giờ mấy nghìn năm trôi trăng rừng rỡ. Hà Nội ơi đau nước bài ca vẫn hân hoan trong lại van rồi tôi. Nhá, ông về ông phải sửa lại, ông thấy có ông có thấy ông luyến ở chữ ơi không?